ก็ไหลก็ไหลฮะ
ป่ะOkay.
เจอเจือเลยสร้างมันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมอก็หมกเป็นละเดี๋ยวOh!
Rồi, quá đẹp rồi. Ấm rồi nhá, ngồi xuống đây. Đây có chỗ ấm để ngồi rồi. Lợn này dễ nuôi lắm, thả là nó
có vườn đấy, mình thả vườn thôi. Mình muốn thả trong rừng nó hết rồi. Vâng. Cái này thì lấy thả ở rừng ra. Nó thích ăn cỏ rồi. Ở chợ luôn à? Vâng. Có hôm nào mình làm được chuồng thì sang lấy chẳng hạn thế. Bán đi đi chứ. Cái này ạ. Xuống cao thì mới thả được. Ờ, một thời gian sau mình thả trong rừng như là cháu không có nước thì nó cứ thả nó thôi. Bắt con hay bắt cân? Bắt con à? Con bao nhiêu? Con to này mà dưới. Cái nền dễ nuôi mà, nó dễ nuôi lắm. Lấy gạo đi em ơi. Nếp nướng đấy. Con này là bao nhiêu tiền? Con này 1 triệu rưỡi, con này to nhất này. 1 triệu 2, con này 2, con này hơn 1 triệu luôn. Con này là 1 triệu 1 này bán à? Không, không được đâu, 1 triệu 1 rẻ quá. Ở trong lòng đấy thôi, anh thả ra nó to lắm. Và... anh lấy mấy con? Lấy mấy con lấy, để em lấy cho. Một cái thôi, lấy một con nó thôi. Một con à? Một lòng này thôi. Con này em lấy 1 triệu, con này là 1 triệu. Con này là 1 triệu tốt. 1 triệu vừa. Đấy. Bây giờ bảo em mua về nhà chứ nào. Yeah.
về thôi. Nghĩa ta đâu? Ta mà chết nhá. Không phải nó đâu. Không, 15. Mua đấy không biết. Tim nào à, một con bà nó đắt một tí nhá. Các con to này chắc 300. Đúng rồi, con to 300. Con nhớ nhớ thì 200. Con mà nhỏ hơn con to thì phải 250. Nhá, anh nhìn nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gần rồi đúng không? Đi sáng ngủ không? Hai lứa khác nhau. Cái này chắc là lứa phải đi đâu. Nào. Không tao nữa.
qua anh bán những đám cưới bán tại vườn anh đã bán 13 bay mất đấy bán được rồi. Em lúc nãy không để ý xem có cái bông nào to hơn không nhỉ?
của dân cứ sống được cơ. Yeah.